lại rất là sạch. Các bạn theo dõi video trên kênh Cảm Xin Đất Việt. Xin bình có dấu hiệu thay lông rồi nha các bác. Một số cái lông mặt lông mũi bắt đầu có hiện tượng rụng rồi. Giờ mới tối mới cho ra lồng, dọn dẹp lồng trại sạch sẽ, ngày nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ nha các bác. Lông mặt là này phần vẫn rất đẹp. Ra lồng tắm để dọn dẹp. Dẹp sạch sẽ nhá. Nó cái thảm này rất là sạch. À, các bạn thấy sạch không? Dọn dẹp cho nó xong. Cảm ơn anh em theo dõi video trên kênh Cám Đất Việt và luôn luôn tin dùng các sản phẩm Cám Chim Đất Việt chuyên cám mi, chòe, màu, gáy.